Tối ngủ cứ đặt thứ này dưới gối, sáng dậy khỏe mạnh, sống lâu cả đời, không lo bệnh tật. Hoan Hỷ kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, bạn đã từng đặt tỏi dưới gối hay đặt tỏi ở đầu giường khi ngủ chưa? Bạn đã từng nghe nói về công dụng của hành động này? Có lẽ ai cũng đã từng thử làm theo mẹo này, nhưng mục đích hầu hết là xua đuổi thế lực xấu xa, trấn an bản thân theo kinh nghiệm của dân gian truyền lại. Trên thực tế, đặt tỏi ở dưới gối là mẹo giúp khỏe thân chứ không hẳn là có ý nghĩa về tâm linh như nhiều người vẫn nghĩ. Vậy thì tác dụng của việc đặt tỏi dưới gối là gì? Hãy cùng chương trình đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Đặt củ tỏi dưới gối khi ngủ, lợi ích nhận được không dừng lại ở việc giúp ngủ ngon hơn. Có thể bạn không biết, thực tế là có nhiều người ở một số quốc gia duy trì thói quen đặt tỏi dưới gối trước khi đi ngủ. Đây chính là một cách hiệu quả giúp họ cải thiện giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Nhiều người cũng cho rằng hành động này giúp điều trị tâm lý bất ổn, loại bỏ các ảnh hưởng từ môi trường mà bạn tiếp xúc ban ngày trước khi đi vào giấc ngủ. Nhờ đó khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe mạnh và làm việc tốt hơn. Dù là gì đi chăng nữa, đặt tỏi dưới gối khi đi ngủ cũng có tác dụng như một liều an thần, xoa dịu tâm trí, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Để thực hiện mẹo hay này, rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một vài nhánh tỏi, sau đó đặt chúng vào dưới gối. Với người không muốn gối đầu, có thể để túi áo, đặt đầu giường gần vị trí đặt đầu. Mọi năng lượng tiêu cực sẽ nhanh chóng được loại bỏ, giúp bạn ngủ ngon và ngủ say. Đặt tỏi dưới gối khi ngủ, đông y khẳng định sẽ thu được nhiều lợi ích. Việc đặt tỏi dưới gối trước khi đi ngủ có tác dụng cải thiện giấc ngủ. Theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, đây hoàn toàn là cách chữa bệnh có căn cứ. Tỏi có tác dụng hành khí. Khi khí huyết lưu thông, bạn sẽ ăn tốt, ngủ tốt, giảm những nơi đau nhức trên cơ thể rất hiệu quả, ổn định huyết áp. Khi đặt tỏi dưới gối đi ngủ, khí của tỏi có tính chất sát trùng, diệt một số vi khuẩn. Chỉ một lượng tỏi nhỏ trong không khí có thể giúp không khí gần đó tránh được ô nhiễm, tạo điều kiện cho bạn ngủ ngon hơn. Lương y Bùi Hồng Minh giải thích. Mùi tỏi khá hắc nên chỉ cần một vài nhánh dưới gối là đủ cho bạn có thể cảm nhận được mùi vị lọc sạch không khí, đảm bảo khí thở không khí trong lành. Cơ thể được thanh lọc hoàn toàn trong môi trường không khí có hương tỏi. Từ đó giấc ngủ dễ dàng tìm đến. Mọi suy nghĩ phiền muộn, những việc mệt mỏi, năng lượng tiêu cực sẽ nhanh chóng bị xua tan. Tuy nhiên, để đảm bảo vai trò của việc đặt tỏi dưới gối khi ngủ, bạn cần căn cứ vào khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Nếu gối dài quá, tỏi để xa cơ thể, không thể phát huy được những hiệu quả chữa bệnh như mong đợi được. Do đó cần có sự điều chỉnh thích hợp giữa gối ngủ cũng như vị trí đặt tỏi để đảm bảo tỏi được phát huy khả năng chữa bệnh, cải thiện sức khỏe. Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, tỏi đặc biệt hữu ích đối với phụ nữ, không chỉ chăm sóc giấc ngủ hiệu quả hơn mà còn giúp chữa được một số bệnh phụ nữ bằng cách ăn tỏi. Song, vị thuốc này lại có nhược điểm là mùi hắc rất mạnh, có thể gây mùi hôi cho cơ thể, gây khó chịu cho người đối diện nên ít được ưa chuộng. Ngoài ra, tỏi rất tốt nhưng bạn cần sử dụng với liều dùng vừa phải. Theo hướng dẫn của lương y, không nên lạm dụng tỏi vì dùng quá nhiều sẽ gây hại khí, gây phản tác dụng, không tốt cho sức khỏe. Cụ thể, bạn rất dễ bị mất khí và tan huyết. Do đó, dù là ăn sống hay uống rượu tỏi, thậm chí là đặt tỏi dưới gối khi ngủ, nên dùng với lượng vừa phải, chứ không phải cứ càng nhiều thì càng tốt. Tỏi nấu chín sẽ không phát huy được tác dụng chữa bệnh hiệu quả như trên đã nói. Trước khi ăn nên đập dập tỏi sẽ giúp tinh dầu trong tỏi vỡ ra và cơ thể hấp thụ tốt hơn. Những người có thói quen trước khi đi ngủ thường khỏe mạnh và sống lâu hơn người khác. Con người chúng ta đã dành 1/3 thời gian của cuộc đời cho việc ngủ, bởi đây là thời gian để cho các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là não được nghỉ ngơi. Trong đó, giấc ngủ tốt luôn chiếm nhiều thời gian nhất. Vì vậy, những việc bạn làm trước khi đi ngủ vào buổi tối cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Nếu bạn thực hiện những hoạt động giúp giấc ngủ tốt trở nên sâu và ngon hơn, thì sức khỏe tổng thể của cơ thể sẽ được nâng cao, cải thiện sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Những người khỏe mạnh, sống lâu thường làm những thói quen này trước khi đi ngủ vào buổi tối. Nếu bạn cũng muốn giống họ thì tại sao không thử ngay? Thứ nhất, trước khi đi ngủ nên làm gì? Ngâm chân với nước ấm. Do chân có khoảng cách xa nhất từ tim nên bàn chân sẽ không dễ dàng nhận được lượng oxy đầy đủ nhất. Chưa kể mùa đông với thời tiết lạnh lẽo sẽ khiến cho các mạch máu bị co lại,
gây cản trở lưu thông máu trên bàn chân, tập trung nhiều huyệt vị. Vì thế, nó cần được cung cấp đủ oxy để tránh bị ảnh hưởng đến thận, gan cũng như một số bộ phận khác. Do đó, bạn hãy cố gắng tập thói quen ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ để thúc đẩy máu huyết lưu thông, kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nếu có thể, bạn hãy ngâm chân vào một số loại thảo mộc nhằm tăng hiệu quả tối đa. 2. Trước khi đi ngủ nên làm gì để ngủ ngon? Chải tóc. Đầu là nơi tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng, do đó chải tóc là một thói quen tốt trước khi đi ngủ, giúp tóc hết rối, massage và kích thích các huyệt đạo này. Không phải cứ chải tóc là được, mà bạn cần phải biết cách chải đúng cách. Trước tiên, bạn hãy dùng lược chải tóc bắt đầu từ đỉnh đầu và chải theo chiều từ trên xuống dưới. Thực hiện lặp lại động tác này nhiều lần, rồi dùng tay xoa bóp ra đầu, cổ và tai để cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng, bạn hãy tập trung chải đầu nhiều lần cho đến khi cảm giác da đầu nóng lên. Điều này sẽ giúp cung cấp đủ oxy cho não bộ nhằm bảo vệ chân tóc và trí nhớ của bạn. 3. Thói quen tốt trước khi đi ngủ, uống một ly sữa. Sữa cũng có melatonin, một loại hormone có chức năng dẫn truyền thần kinh và hệ điều chỉnh giấc ngủ. Các protein cụ thể có trong sữa được cho là kích hoạt cụ thể GABA của não, giúp giảm lo âu và căng thẳng, do đó kích thích giấc ngủ. Sữa cung cấp một loại các lợi ích sức khỏe vì chứa một số vitamin và khoáng chất cần thiết. Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ có thể giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn sau một ngày làm việc vất vả. Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, hãy uống một ly sữa ấm khoảng 30 độ C. Không những giúp bạn dễ dàng vào giấc ngủ hơn, nó còn có tác dụng giảm cân. Sữa rất giàu canxi, uống sữa trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy hấp thụ canxi, protein trong sữa giúp đốt cháy lượng mỡ thừa của cơ thể. 4. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đi ngủ. Việc đánh răng trước khi đi ngủ đóng vai trò quan trọng hơn so với việc bạn đánh răng sau khi thức dậy. Điều này sẽ giúp loại bỏ tàn dư trong răng miệng và cho bạn một giấc ngủ ngon hơn. Bạn cũng đừng quên cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ bằng việc rửa mặt và tắm rửa. Dùng nước ấm để tắm trước khi đi ngủ rất tốt vì nhiệt độ cơ thể bạn sẽ hạ xuống nhanh chóng sau khi tắm. Bạn chỉ cần nằm thư giãn và mí mắt sẽ tự động khép lại. Cơ thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên và thoải mái, thư giãn. 5. Duy trì tâm trạng tốt là một thói quen tốt trước khi đi ngủ. Ngủ là một điều thú vị và thoải mái, do đó bạn hãy cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách đảm bảo cho bạn có một tâm trạng thoải mái, loại bỏ những phiền toái quấy nhiễu trong cuộc sống. Một giấc ngủ ngon sẽ mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu về nguyên nhân của hội chứng mất ngủ là do tâm trạng ảnh hưởng. Khi hiện tượng này xảy ra, bạn hãy nhớ người xung quanh để giúp đỡ. Trong trường hợp không có tác dụng, bạn hãy sử dụng các thực phẩm nhằm xoa dịu thần kinh, đem đến giấc ngủ ngon, chẳng hạn như long nhãn, sữa, táo đỏ và chao kê. 6. Tập thói quen uống một ly nước nhỏ trước khi đi ngủ. Việc uống một ly nước lọc trước khi đi ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những người mắc bệnh tim mạch, người có máu đặc hoặc bệnh mạch máu não. Ở người bình thường, một ly nước trước khi đi ngủ sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tránh bị mất quá nhiều nước trong quá trình ngủ. Các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động khỏe mạnh và trơn tru hơn. Trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần uống khoảng 100ml nước lọc để bổ sung nước cho cơ thể, giảm mất nước và tránh tình trạng máu đặc khiến bệnh càng thêm nặng. 7. Thói quen tốt trước khi đi ngủ, đi dạo buổi tối. John Gascoigne, đồng sáng lập và CEO của Buffett, có thói quen đi bộ 20 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Đối với tôi, đây là giai đoạn thư giãn nhất trong ngày. Tôi sẽ dành khoảng thời gian này để đánh giá về công việc của mình và suy nghĩ đến những thách thức lớn hơn, ông viết trong một bài đăng trên blog. Tổ chức nghiên cứu về giấc ngủ của quốc gia nhận thấy rằng tập thể dục bất kỳ khi nào bạn có thể, ngay cả vào ban đêm, giúp bạn ngủ ngon hơn. Nhiều nghiên cứu cũng đã tìm thấy đi bộ có khả năng giảm căng thẳng và lo lắng. 8. Dọn dẹp phòng sạch sẽ trước khi đi ngủ. Bạn hãy sắp xếp hoặc lau dọn phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng bằng cách sắp xếp những đồ vật bị xáo trộn vào vị trí của nó trong ngăn kéo của tủ. Đem đồ dơ để vào máy giặt trước khi đi ngủ. Có như vậy, tinh thần bạn mới trở nên thoải mái và đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Hình thành thói quen tốt trong cuộc sống luôn có lợi cho sức khỏe của con người. Mong rằng những thói quen tốt trước khi đi ngủ được chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn lên kế hoạch cải thiện cuộc sống. Có được một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng để làm việc hiệu quả.
9. Vận động một chút trước khi đi ngủ. Việc vận động trước khi đi ngủ giúp chúng ta có một thân hình cân đối và khỏe mạnh. Hãy tập những động tác cơ bản như giãn cơ, thả lỏng cơ thể để cơ thể có một trạng thái tốt nhất. Điều này giúp chúng ta có lợi về sức khỏe thể chất và tinh thần. Làm một số bài tập nhẹ nhàng và kéo giãn cơ thể của bạn là một cách tuyệt vời giúp bạn buồn ngủ. Bạn có thể thư giãn một cách dễ dàng bằng cách thử các tư thế khác nhau như một đứa trẻ. Đặt chân của bạn vào tường cũng sẽ giúp tâm trí và cơ thể của bạn trở nên thoải mái. Tương tự, cử động chân và cánh tay nhẹ nhàng là tất cả những gì bạn cần để giải phóng bất kỳ căng thẳng hoặc áp lực nào bạn có. Bạn có thể cảm thấy buồn ngủ sớm hơn 15 phút so với trước đó bằng cách tập thể dục vừa phải trong 16 tuần liên tiếp. Tương tự, việc tập đó cũng sẽ giúp bạn ngủ sâu hơn 45 phút. Bạn cũng có thể cải thiện đáng kể giấc ngủ bằng cách ngủ ít hơn 8 giờ trong ngày. 10. Đọc sách. Đọc cuốn sách yêu thích hoặc một cuốn truyện tình cảm nào đó sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ. Nên nhớ đừng bao giờ nên đọc truyện trinh thám, kinh dị hay những loại sách kích thích vì nó không những khiến bạn khó ngủ mà còn mang lại những ám ảnh, giật mình và gặp ác mộng. Vì vậy, hãy chọn một cuốn sách có nội dung dài và cốt truyện nhẹ nhàng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn và đồng thời làm bạn thích thú hơn với việc lên giường đúng giờ để đọc sách. Nếu bạn là một con mọt sách, thì bạn đang sở hữu một thói quen cực kỳ tốt đấy nhé. Với nhiều bạn hay bị mất ngủ, thì việc đọc sách sẽ giúp ích rất nhiều, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, lại còn tích lũy thêm cho bản thân một lượng kiến thức hay nữa. Hãy chuẩn bị những cuốn sách thật hay để tối nay đọc nào. 11. Tắt các đồ điện tử trước khi đi ngủ. Khoa học đã chứng minh nếu trong khu vực thiếu hoặc không có ánh sáng của cơ thể sẽ khiến con người tăng cường tiết ra một loại hormone thúc đẩy khiến bạn buồn ngủ, đồng thời làm cho cơ thể mệt mỏi và từ từ rơi vào trạng thái mơ màng. Việc sử dụng các thiết bị di động hay laptop để xem phim, lướt Facebook khiến các hormone này bị ức chế và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, nên một khi đã lên giường, tốt nhất nên tắt tất cả các thiết bị phát ra ánh sáng để có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Một vài khảo sát còn cho thấy những người hoạt động trên máy tính 7 tiếng trên một ngày sẽ khó mà có một giấc ngủ sâu. Nếu bạn nằm trong trường hợp này, hãy cố gắng hạn chế thời gian chơi và làm việc trên máy tính. Đồng thời, sóng phát ra từ điện thoại không hề tốt cho bạn. Khi kết hợp với ánh sáng, khiến não bộ căng thẳng, gây ra những ý nghĩ tiêu cực dẫn đến ác mộng hay khó ngủ. Thế nên trước khi lên giường, hãy tắt các thiết bị điện tử và đừng bao giờ check mail bạn nhé. Và hãy để việc đó cho sáng hôm sau. 12. Làm cho không gian ngủ tối và yên tĩnh. Bạn cần có một căn phòng tối và yên tĩnh để ngủ ngon, che đi bất kỳ cái đèn nào phát ra từ TV, laptop, smartphone hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trong phòng của bạn. Tốt hơn là tắt tất cả những thiết bị này cho đến khi trời sáng. Cố gắng làm cho căn phòng của bạn càng tối càng tốt. Bạn cũng cần phải ngủ trong một căn phòng yên tĩnh, bất kỳ loại tiếng ồn nào, đặc biệt là vào những tiếng đầu hay những tiếng sau của đêm, không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà còn có thể phá vỡ hệ thống miễn dịch của bạn. 13. Thiền. Thiền có thể giúp bạn khi bạn không thể ngủ được vì một lý do nào đó. Thiền định và trầm tư là một cách tuyệt vời để thư giãn cơ thể và tháo gỡ tâm trí. Thiền làm tác động đến khu vực não bộ liên quan đến giấc ngủ, giúp tăng cường sự phát triển của các hóa chất ngủ. Thiền cũng cho phép bạn quên đi tất cả những lo lắng ít nhất trong một lúc. Dành riêng 20 phút mỗi ngày cho việc thiền, đây là thời gian tối thiểu bạn phải tập thiền để gặt hái được những lợi ích mà nó đem lại. 14. Ngắt kết nối với công việc. Những người thực sự thành công có thể sẽ làm bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc giải quyết công việc ngay trước khi đi ngủ. Họ không kiểm tra mail và cố gắng không bận tâm đến các vấn đề liên quan đến công việc. Ngắt kết nối với công việc là điều quan trọng khi bạn về nhà và đặc biệt là trước khi đi ngủ. Thật tốt khi để tâm trí của bạn nạp lại năng lượng và dành thời gian để làm điều đó. Làm việc quá nhiều có thể khiến bạn dễ bị suy nhược và căng thẳng. Dành thời gian sau khi làm việc để tham gia các hoạt động khác có thể làm tăng năng suất và khiến cho bạn cảm thấy dồi dào năng lượng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong ngày tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống vẫn tiếp diễn từng ngày, do vậy bạn phải cố gắng sống hết mình, học tập và làm việc thật tốt. Trong số chúng ta, dám chắc ai cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng mình đang có những gì và hẳn
cũng đã nhiều hơn một lần bạn cảm thấy như tất cả mọi thứ đang quay lưng lại với bạn và dường như không còn điều gì là quan trọng đối với bạn nữa. Việc biết ơn cuộc sống là một phương pháp quan trọng để có được một cuộc sống thanh thản. Biết ơn cuộc sống có thể giúp bạn yêu quý hơn những điều tốt đẹp ở chính bản thân mình. Có như thế, bạn mới nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và lạc quan trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.